Chào mừng các bạn trở lại với kênh YouTube của tôi. Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh của chúng tôi. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá câu chuyện đầy cảm hứng về một người con đất Việt đã vươn lên từ một học trò tỉnh lẻ để trở thành giáo sư tại một trường đại học danh tiếng ở Mỹ, Texas Austin. Đây là một trong 10 trường hàng đầu của Mỹ về trí tuệ nhân tạo AI và khoa học công nghệ. Đó chính là Minh Nhật, 34 tuổi, người Bạc Liêu. Minh Nhật một cái tên có thể mới mẻ với nhiều người nhưng trong giới khoa học dữ liệu và học máy anh ấy đang là ngôi sao đang lên mà chúng ta không thể bỏ qua minh nhật một người con tỉnh lẻ bạc liêu nơi có những cánh đồng lúa xanh mướt những con kênh rạch êm đềm đã từng là một cậu bé mơ mộng và đầy nhiệt huyết với khoa học và công nghệ từ những ngày thơ bé minh nhật đã luôn nuôi dưỡng niềm đam mê với khoa học và công nghệ anh ấy đã không ngừng nỗ lực vượt qua bao khó khăn để theo đuổi ước mơ của mình Trải qua những năm tháng học tập miệt mài, Minh Nhật đã chứng minh cho tất cả thấy rằng khát vọng và quyết tâm có thể vượt qua mọi giao cản. Anh đã vươn lên từ một học trò tỉnh lẻ để trở thành giáo sư tại một trường đại học danh tiếng ở Mỹ, một vị trí mà không phải ai cũng có thể đạt được. Nhưng Minh Nhật không dừng lại ở đó. Anh tiếp tục khẳng định mình trong lĩnh vực khoa học dữ liệu và học máy, một lĩnh vực đầy thách thức nhưng cũng rất hấp dẫn. Minh Nhật đã trở thành một trong những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực này góp phần vào nhiều dự án quan trọng tạo ra những đột phá lớn trong lĩnh vực này câu chuyện về minh nhật không chỉ là câu chuyện về sự thành công cá nhân mà còn là nguồn cảm hứng cho tất cả chúng ta nó cho thấy rằng dù bạn đến từ đâu dù hoàn cảnh của bạn ra sao chỉ cần bạn có đam mê kiên trì và không ngừng nỗ lực bạn hoàn toàn có thể vươn lên để đạt được những thành tựu xuất sắc minh nhật ơi người con bạc liêu trên đất mỹ xa xôi vượt qua bao gian khổ theo đuổi ước mơ trên con đường khoa học mình nhật ơi ngôi sao sáng trong đêm soi sáng con đường tri thức người đã khắc sâu dấu ấn trên trang sử khoa học dữ liệu và học máy ngày xưa ở quê nhà trên cánh đồng lúa xanh mướt cậu bé mình nhật mơ mộng với đôi mắt tràn đầy khát khao với trái tim đầy nhiệt huyết anh đã không ngừng nỗ lực vượt qua bao khó khăn để theo đuổi ước mơ của mình mình nhật ơi người con bạc liêu trên đất mỹ xa xôi vượt qua bao gian khổ theo đuổi ước mơ trên con đường khoa học mình nhật ơi ngôi sao sáng trong đêm soi sáng con đường tri thức người đã khắc sâu dấu ấn trên trang sử khoa học dữ liệu và học máy giờ đây ở đất mỹ xa xôi trong môi trường đại học danh tiếng mình nhật đã trở thành giáo sư trong lĩnh vực khoa học dữ liệu và học máy anh đã góp phần vào nhiều dự án quan trọng tạo ra những đột phá lớn để lại dấu ấn sâu đậm trên con đường khoa học của mình mình nhật ơi người con bạc liêu trên đất mỹ xa xôi vượt qua bao gian khổ theo đuổi ước mơ trên con đường khoa học mình nhật ơi ngôi sao sáng trong đêm soi sáng con đường tri thức người đã khắc sâu dấu ấn trên trang sử khoa học dữ liệu và học máy mình nhật ơi câu chuyện của anh là nguồn cảm hứng cho tất cả cho thấy rằng dù bạn đến từ đâu dù hoàn cảnh của bạn ra sao chỉ cần bạn có đam mê, kiên trì và không ngừng nỗ lực. Bạn hoàn toàn có thể vươn lên, để đạt được những thành tựu xuất sắc. Mình Nhật ơi, người con bạc liêu trên đất Mỹ xa xôi. Vượt qua bao gian khổ, theo đuổi ước mơ trên con đường khoa học. Mình Nhật ơi, ngôi sao sáng trong đêm, soi sáng con đường tri thức. Người đã khắc sâu dấu ấn, trên trang sử khoa học dữ liệu và học máy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video hôm nay hãy nhấn like share và subscribe để không bỏ lỡ những video tiếp theo của chúng tôi chúng tôi sẽ trở lại trong video tiếp theo với nhiều câu chuyện cảm hứng khác